Sơn Đá ơi, hôm nay ngày đặc biệt nha. Xin lỗi mình ngày đặc biệt mà mình quên ha. Bữa nay tháng 10 ngày 25 2023 ha. Liên đang đứng khu vườn Sơn Đá của Liên. Hôm nay có giá đặc biệt on sale cả nhà ơi, mọi người với Sơn Đá ơi. Là nguyên cái khu vườn của Liên bây giờ rất là nhiều mẫu hàng đang lên tươi đẹp nè mọi người, lá xanh tươi tốt có rễ ha, với lại những mẫu hàng tươi đẹp mới, cập nhật mới cho mọi người, những cái giống lạ mới ha. Thì gọi Liên nha, phone lên gọi Liên, Liên sẽ để số phone trên tựa đề cho mọi người ha. Mọi người đi Sơn Đá thì biết Liên thì gọi số phone trên tựa đề nha, còn số phone của Liên ở đây là anh Chính sẽ quay những cái mẫu trong vườn á. Liên mọi người yêu thích cây nào chụp Liên nha. Liên có thể hôm nay có thể chia sẻ lại cho nhiều người chơi với Liên ha. Có rễ rồi, với mẫu hàng mới nha mọi người. Anh Chính quay anh ơi. Hôm nay tháng 10 ngày 25 2023 gọi Liên nha. Bữa nay có giá on sale rất là đặc biệt. Cây tỉnh hết rồi mọi người ơi, đẹp lắm mọi người ơi, lên màu luôn. Cây rất là đẹp. Đây. Đó, mọi người thấy không? Mấy cây mẫu đẹp không? Lên ba rồi nè, Liên Liên dưỡng. Mọi người hôm nay này đặc biệt nha, tháng 10 25 2023 mọi người gọi Liên nha. Hôm nay có giá on sale rất là đặc biệt, thích cây nào chụp thì bảo đảm mọi người sẽ hài lòng nha. Giá cả với lại có vườn Liên rất là nhiều mẫu tươi tỉnh ha. Có những mẫu thì mọi người thích thì gọi Liên, tại vì trọng phụ Liên dưỡng phụ Liên nha. Bây giờ nhiều lắm luôn á, anh Chính sẽ quay từng khu nha. Liên không có ngồi xuống báo giá như mọi khi nữa ha. Số điện thoại của Liên là 408 834 5979. Liên sẽ để cái tựa trên tựa có số phone của Liên ha, số điện thoại của Liên nha mọi người. Rồi anh Chính ơi, quay đi anh Chính ơi, cho mọi người thích cây nào chụp hình liền nha. Liên sẽ báo giá rất là hợp lý cho mọi người chơi nha, tại vì hôm nay là giá on sale. Trồng phụ Liên đi, hôm nay rất là đẹp, màu lên tươi tỉnh hết luôn rồi. Liên sẽ organize cái vườn đây, đẹp lắm mọi người, trồng phụ Liên nha. Mê quá rồi gì, mê đắm đuối luôn. Mọi người ơi chụp đi, Liên có giá báo cái này nha. Giá ok lắm, bự tỉnh rồi nha mọi người. Cây này anh quay nha, anh đi lấy về cho đọc sơ sơ cho mọi người coi. Vườn của Liên cây gì cũng có, mẫu gì cũng có, mọi người gọi Liên đi, bảo đảm giá on sale hợp lý nha. Cây này cao nha, cái này em đã chôn rồi, cái này tới đợi chút, hình như em chôn tới đây là nó tới 12 hả, 1 feet 12, 13 inch luôn á, nó dài lắm, tại vì cái bình này mình phải làm cho nó đẹp bự ha, 9-10 inch bề ngang luôn á, thấy không, cái này nè, trời ơi 1 feet luôn á, cái độ bông của nó đó, nó chưa bung ra hết, đẹp quá. Đây mấy cái khoét lớn không à mọi người ơi, 17 inch luôn, lên màu rồi nha. Anh bắt đầu lên màu đẹp rồi nè. Có rễ nha mọi người, Liên trồng rễ đồ tỉnh hết rồi mọi người ơi. Này xương xương thôi nha, lúc mà mọi người chốt cây chụp hình cho Liên cái chậu đi rồi Liên sẽ báo lại chính xác cái số đo nha. Một feet hơn 14, 15 luôn. Chiều cao hôm nay là chưa tính đế dưới nha, chính rồi đó, ở dưới là cũng khoảng 10 tới 11 inch á, chậu sâu ha. Rồi mọi người cứ chụp hình nha, Liên báo giá on sale đừng lo về giá cả nha. Liên đợi cây tỉnh rồi, hôm nay quay để bán cho mọi người ha. Mấy bữa không có lên màu này đẹp lắm mọi người. Gọi Liên nha. Đây nữa nè. Cái mẫu này dài ha, 13 luôn, mình xoắn kìa, nó lượng anh ha. Bữa nay lượng là tỉnh rồi. Mấy cây này là không gãy không gì nha mọi người. Cây gì mà nó có vấn đề gì thì Liên sẽ báo liền cho nha. Nhưng mà cây này là hiện tại là không có gì nha. Lên màu nha mọi người. Cây này bự quá, khổng lồ. Hôm nay mọi người cứ gọi Liên nha, anh Chính sẽ quay từng khu nha. Khu vườn của Liên là rất là nhiều mẫu mã cho mọi người lựa luôn, rất là đẹp mà có giá on sale nữa mọi người. Cái này vừa lua vô rụp nha, lai cách mi nha, nó hơi nâu nâu nha, đẹp nha, bông. Cái này cánh bướm không anh, nó lượn từ đây nè,
Chắc là anh Chính cứ đứng đây thì em quay thử nha. Đi nữa. À, để yên hả? À. Ở phía sau đẹp lắm. Lượng cánh bướm. Cây này có rễ tỉnh rồi nha mọi người. À, chiều cao rất là cao, mình đã thử thôi nha. Liên đã chôn sâu rồi, tại cái cây này cái dáng nó rất là sâu mới đứng được. Nó bự lắm. Wow, 10 qua wow, 15 luôn á nha, chưa tính đế nha mọi người. 15 cao chưa tính dưới nữa nha, chắc khoảng 18 19 hơn á, 20 luôn á. Cái này là cũng 14 15 ngang nha, là chưa tính cái vòng cung nó chạy nha. 1 2 3 4 5 6 gang luôn mọi người ơi. Mọi người gọi Liên đi giá đó thôi. Hôm nay bắt đầu Liên sẽ bán những cây rất là lên màu, rất là đẹp cho mọi người cùng ngắm với Liên nha, vườn của Liên nha. 1 Anh thấy nó lượng không? Cái này một cây lượng ra nha mọi người, không phải là hai cây nha, đi vòng cung nha. Đó, mọi người mua đi, rễ nè, thân chắc nha, thân khoảng một lóng tay, thân độ dày của nó rất là cao. Hôm nay bà xã mình bây giờ mình không có thời gian để lấy cây ra quay, mọi người thông cảm nha. Vườn của Liên rất là nhiều mẫu mã, ai yêu thích mẫu nào gọi Liên nha, và có giá rất là hợp lý cho mọi người luôn. Liên bảo đảm mọi người gọi Liên sẽ rất là vui vẻ khi mua cây luôn. Ép mình bán vàng collection này mọi người. Nói chứ anh Chính anh mê mấy cái đồ collection đẹp á mọi người. Liên cũng thật sự là có 2 cây hay 3 cây được. Mà nói thiệt nhiều quá mình chăm sóc không hết. Còn mấy đứa nhỏ nữa. Bà bắt mình chăm sóc cái vàng collection này mình chăm sóc không nổi. Liên chơi á thì Liên phụ anh Chính chăm sóc, đúng không? Bây giờ Liên bán, Liên lo bán mấy cái mẫu hàng kia đó. Collection thì phải có người. Mà nếu mà không có chăm sóc được á, mà để vậy nè, lỡ nó bị gì tiếc lắm mọi người. Bông hồng xanh rất là cao nha. Em đứng kế bông hồng xanh. Mọi người ơi, bông hồng xanh rất là cao to mà gọi là thác nước nha, tại vì đổ từ trên đổ xuống nè. Rất là nhiều bông mà cây này chắc khỏe nha. Rất là cao, dáng rất là to. Liên có 3 cây trong vườn nha. Liên sẽ quay cho mọi người coi giá báo hợp lý luôn. Đẹp không anh? Được không mọi người ơi? Nghe thử nghĩ sao đồ tôi collection. Cây này hả? Cao. Ủa, cuối cùng cây cho mình bán luôn. mọi người ơi, đẹp lắm, như thác nước nha. Cái này là mình đo phần cổ dưới thôi nha, chưa tính phần trên nha. Phần cổ dưới chân thôi là đã chín lên rồi nha. Cổ ra nha, chứ không phải là Liên đo cái theo chiều này là tới 21. Dài dữ rồi. 20, 21 độ xoắn xuống đó. Tài chè. Cái này Liên gom dưới sâu nha. Không có thấy được cái ấy đâu. Cao quá à, tầm hơn 10, ở dưới nó khoảng 18, 19. Đây, cái xoắn nè mọi người. Thấy lượng không? Có ai muốn thích cây nào thì chụp hình Liên nha, Liên sẽ chụp hình gửi lại bảo đảm rồi đo thước kích thước này kia nha mọi người. Đây, tỉnh chưa? Green row đẹp chưa ha anh ha? Cây này là có tỉnh hết luôn rồi. Hơi bụi nha, mình nhiều đồ về liên tục, mình không có chăm sóc em ấy lắm nhưng em ấy rất đẹp, thác nước đổ anh ha. Một tuần nè mọi người ơi, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, ở phía sau nữa là có nghĩa là đi lên tới 5 6 tầng nữa. Nói chung mọi người nhìn kỹ thấy nó giống như cái bông hồng ha. Green rose xanh, đẹp lắm. Nhưng mà thật ra không có xanh nha mọi người, nhung nó đỏ nha, nó có cái viền nữa nó sẽ lên đó chứ không phải nó màu xanh không đâu. Nhưng mà từ từ. Rồi, kế bên đây. Một quá cây tuyệt biệt. Vời. Đẹp ha. Xin giới thiệu mọi người, đây là cây sunrise, nó lên màu viền đỏ đậm. Không tì vết. Mà cây này thì bắt đầu lên màu nha. Từ từ bên cái góc anh Chính quay là đã lên cái lá đó đó. Mọi người sẽ thấy cái viền nó không có đi hết lá nha mọi người. Nhưng mà ở giữa là xanh vàng, cam, hồng, đỏ. Rất là to nha. Mình uống thử rồi nha. Wow. Sorry không? Wow, 15 hơn nha. Bự lắm nha. Cái này là mình đo ở dưới thôi á. Đo dùng cung trên là nhiều lắm á. Lấy tình Phật ra dùm. Đây. Cây này hoàn hảo nha. Một cánh quạt rất là đẹp. Quá đẹp luôn. 12 chưa tính đế nha.
cái ở trên nhìn xuống cũng đẹp lắm mọi người. Lượng nó anh ơi. Cây măng ké chứ. Cây là có đất xanh cũng chính. Ủa 18 anh ơi. Em đo 18 chưa. Bây giờ Liên nó quạt quá phải đo vòng cung nha. 1 2 nói chung nhìn bà xã mình 3, nhìn với cây thì biết nó lớn 4, nhiêu rồi. 5 ngang tay mọi người. Sải vòng cung 5 ngang tay nha. 1 2 3 4 5 tới đây lận á. Ú đẹp quá chụp em tấm hình. Okay. Thích chưa mọi người ơi. Đây viền lên rồi mọi người ơi. Tỉnh rồi ha ha. Sao kiếm sao bà? Kiếm có làm sao? Lạnh quá. Vườn con hồng rô đẹp quá. Cái này nhung lá, nó có nhung rồi nó sẽ đỏ lên rồi. Tỉnh cứng cáp gửi quê qua cứu. Ok. Sao? Cái nào đâu? Ờ đây là một cái cây blue Europe. Xoắn nha mọi người, đang lượn nha, chạy nè. Một cây lượn ra nha. 1 2 3 4 gan mấy? 4 gan hơn. Chế vòng cung nha. Thì wow, 14, 15 luôn á. Chưa tính độ chạy nha. Cái này Liên đã chôn sâu rồi nha. Cây này cũng 15 là ở dưới đất cả cầu cả nửa gang tay hơn. Cái này phải 20 nữa. Tại vì cây này hồi đó nó thuộc dạng chân cao. Nó cao giò. Rồi, đây là một cây rất là đặc biệt mọi người. Cây này nhìn giống cây kế bên không? Nhưng mà không giống đâu mọi người. Còn cô ở đây là Super Ben Vadagay nha mọi người. Liên có bán sen chùm sen đó, sen chùm sen đó của vườn Liên rất là nhiều. Super Ben có viền vàng. Size này giờ không có mấy người có đâu. Hầu như đây mình chưa thấy. 13 luôn thấy không? 14 luôn thấy không? Đó có là thể hiện giờ là độc nhất vô nhị. Yes. Cây này là một feet chưa tính đế nha. Ờ quên, 10 à, 10 à, chưa tính đế nha. Cái bờ bên vai như vậy là rất là to. Xe nhỏ thì có, xe lớn này rất là hiếm. Ồ, ừ. Lát em bưng xe nhỏ cho mọi người có tới đây không? Mình có xe nhỏ lên màu đẹp lắm. Mà dán bên xa. Ui, xin lấy xe mình để đây. Này lút xin mọi người ơi, đây nè. Nó không phải phiên quyết nha, nó cam cam á. Nó cây lại lên màu khúc này nè. Đó, thấy cái lá không? Đó. Cây này chừng 2 tầng nữa lên, mấy cây này lên màu cực kỳ phê luôn. Lên màu rồi nha mọi người. À, bên này là lút xin nhưng mà bên kia kế bên anh Chính sẽ quay cái bình màu xanh, nó là thiên quyết. Thì mọi người so sánh chút xíu nha. Cái cây này không khổ rồi. Wow, 18 xích ra coi, không có đường đi luôn. Để em chút em bưng ra chắc. Quay mà không bước được. Ây da, bên này em bị tay chậm. Được rồi. Đau quá à. Cứ chừng. Đây là phiên quyết mọi người. Đó, màu phiên quyết tươi hơn ha mọi người ha. Cánh quạt rất là đẹp, có rễ nha mọi người. Dáng thân màu vàng nha. Thân già nè, đẹp nha. Dòng cung đo chơi nha. Wow, một feet luôn á, 12 hơn á. Cây đó. Mọi người ngắm vàng collection của mình ha. Có 102 độc nhất vô nhị. Có một cây nhưng mà hai là không ai có hả hay sao? Có nghĩa là chỉ có duy nhất một cây kiểu dáng và đẹp như vậy.
mình tự hào về cái cây đẹp này, dễ đẹp. Đi quanh kia kìa. Rồi đây cây này nè mọi người, rất là bự ha, so với bà xã mình đứng vô đi. Cây này hả? Liên nói về chút về cái cây này, anh nói cây nào cây này hả? Ừ. Cây này là hàng va, nó gọi là Big Bang Vadagay. Thì cái này nó Halloween nó like Big Bang Vadagay hai màu nha. Đây là va. Mà hiện tại nói về va là cái này là cũng là của Liên nha. Cái này là nói thiệt cái là, này là một của thân, Liên phải con chính. Một thân hai bản. Cái này là đồ chơi của bạn nè. Đồ chơi của Liên, collection của Liên hai màu nha mọi người. Va hai màu, rất là nhiều va bắt đầu đỏ hết rồi. Bữa giờ Liên không có quay nhiều là tại chưa có thên nè. Đỏ va nè. Đâu rồi anh? Bà ép tôi bán đồ collection tôi và cũng bán đồ collection bà đi. Mọi người hai lá va đàng hoàng nha. Rồi Liên lấy cái mẫu bông cho mọi người coi nha. Mà anh chính quay đi nha. Cái cây này là hiện giờ là va là tới bự nhất của vườn Liên là 20 inch đó là chiều ngang nha. Chiều lên là chưa tính đế là 15, 16 luôn. Chưa tính đế nha là 20 luôn á mọi người, rất là to nha. Liên sẽ ôm thử, đây là hàng va nha. Anh thấy em không? Làm gì em thấy? Hàng va nha mọi người, hai màu, ba màu vàng, sọc đỏ, sọc xanh và một sọc nâu. Đen thì nó không có, nó sọc nâu. Thay vì Big Bang Vadagay thì màu xanh đen á. Thì anh nằm ở dưới kia đó, anh chính sẽ quay, Liên sẽ lấy mẫu bông cho mọi người, bông mặt trước á. Đâu bắt đầu rồi, thên màu va. Cái này có nguyên cái chùm á ha. Cưng quá ha. Đây. Nguyên cái chùm bông. Cái bảng rất là đẹp mọi người. Tại vì dạng khoét nó lên ít có thấy được. Còn có được hai cái bông với đằng trước nữa nè, bên hông một cái nè. Nói chung là cái cây này là một cặp á, một cặp thường. Hai cái nhánh này và hai cái bản đột biến đi chung trong một cái gốc đi ra. Đây nó chiến đấu nha, không phải đồ. Liên bảo đảm mọi người là cây hàng hoa bự gì khó lắm, nó 20 rất là lớn. Là hai bản, một bản bên rất là bự đây. Mọi người thấy hai màu không? Đây là hai màu mà lai nâu đen hai màu nè, lá xanh và lá nâu. Liên cũng có bán cái bổng sang chùm này. Thì bên này nó va giống vậy nha mọi người, mà tại vì nắng nó sẽ thên đỏ. Cái này đỏ chứ không thuộc dạng đen đỏ nha. Thấy cái màu xanh không? Đây nè, đó. Thì Liên có bán sang chùm rất là cao nha. Cây này không, hiện giờ là Liên bán 105 đồng. Rất là cao, Liên chôn tới đây lận. Mặt bông rất là to, rất là nhiều, hai màu nha mọi người. 105 gọi Liên nha. Cây này là giá on sale đó mọi người, bình thường tới 120-130 lận. Này. Đều nha, thân cao, Liên chôn tới đây lận. Bảo đảm cao, Liên sẽ đo cho mọi người coi lúc nó rút ra nha. Thì đây là cái cây va của nó đó. Tại vì nó nằm trong đây nó đỏ. Nhánh nó hai màu nha, đỏ xanh nha. Sọc sọc ở đây, mà cây rất là bự. Cây này già nha, thân vàng hết rồi. Liên trồng rễ nó mọc hết rồi, tỉnh hết rồi nha mọi người. Rồi bưng xuống nha. Cái này mình hơi đau tay. Em biên cái, em để đây. Đây một cây nữa, rất là đẹp. Màu lên quá đẹp. Cái bảng này nó giống như là đột biến dị dạng. Mọi người gọi Liên nha, cây này cũng có giá on sale luôn nha. Trong vừa hôm nay là mọi người cứ chụp hình gọi Liên nha. Cây này giá on sale luôn nha. Anh muốn báo giá luôn cái này không anh? À. Nói chung là giá rất hữu nghị. Để cho mọi người nha. Chơi rất là đẹp. Bông nha, tím đen nha. Thân to nha. Cây này có rễ nha mọi người. Rễ đầy luôn. Bao đẹp luôn. Ồ, ở dưới nha, cổ họng là 10 nha. Mình chính trên là 10. Ở trên là 14 lận nha. Đang nín cái bảng cổ nha. 10, 11 nha. Cao không tính dưới nha, tính đó lên thôi là 13 nè mọi người. Thấy không? Mọi người thấy không? Liên không tính cái cột. 15 chứ. Tính cột dưới là khác. Rồi, gọi Liên đi, bảo đảm mọi người mà gọi Liên là mua cây này liền, Liên báo giá rất là ok. Liên báo cho mọi người. Rồi, kế bên có một cây nữa mọi người, cũng rất là đẹp. Rất là xinh. Đây.
lên màu hết rồi. 2 tuần nữa thôi là tuyệt vời. Trang lên nha, thân rất là chắc khỏe. Bà thấy lên màu rồi, bà sợ mình đẹp quá, mình si mê mọi người. Mình cho bán. Bà ép mình mọi người. Tội nghiệp mới có luôn. Chưa lên hẳn nha mọi người, lên nữa là đẹp lắm. Chịu đó hồng của em. Chịu đó hoa hồng á. Ok này, chịu đó hoa hồng nè. Chuẩn bị lên rồi nè. Đây, cho mọi người kiểm tra hàng. Đó, chịu đó hoa hồng cực kỳ đẹp. Đẹp ha. Bụi này độ dày. Bản đột biến của 2 bản luôn. Độ dày của nó tới 11 lận nha mọi người. Độ dày là bờ, lấy anh chính quay đi. Độ ngang của nó đó. Chứ không phải là độ bên này. Chiều cao của nó chưa tính dưới là ha, mới có 9 ha. Chiều đó hoa hồng này rất là hay, tại vì ở đây có hoa hồng nè, bên này còn có lượng nữa mọi người. Lượng đây nè. Đó, lượng sống. Ở vườn Liên rất là nhiều mẫu này nha. Mà lại Liên chưa, anh chính sẽ quay từ từ cho mọi người coi. Hôm nay giá on sale nha. Bảo đảm mọi người gọi Liên nha. Xách ra giùm. Còn đây là một cái cây có màu vàng chanh mọi người. Bây giờ nó đang màu vàng chanh. Ồ, viên đỏ vàng chanh. Ở ngoài đỏ vàng chanh mà lượng rất là to luôn á. Rất là bự. Lượng sống luôn. Không phải mình nói cái bản một quạt giống như vậy cực kỳ hiếm. Rất là to luôn. Đi thử vòng anh đang quay phải không? Cái này nó lượng ra phía sau, nó không còn chỗ lượng nữa. Mọi người, cái này mới gọi đúng là bản quạt. Cái này lượng rộng nha, chứ không phải là khó đo lắm mọi người. Ướm thử nha. 1 2 nó chạy nè. 3 4 5 6 Rất là đẹp. Mọi người thấy nó lượng ha. Bản rất là bứ luôn. Size này quá khủng. Mọi người mà kiếm một cái bản lượng mà đẹp giống vậy không đơn giản. Đây một em nữa lên màu. Mọi người ơi, cái này bán nè mọi người. Khoát nè mọi người. Gọi Liên nha. Cái này lấy mọi người. Đẹp không? Đó. 45 đồng. Trời ơi, giá đi đâu kiếm luôn ha. À, không có chậu nha. Nếu chậu muốn mua. Quá trời, ở trong đột biến rồi, quá trời nhánh luôn. Nguyên dạng nha, chuẩn bị lên màu hồng nha. Hồng nha. 45 đồng gọi Liên nha. Còn chậu mọi người, Liên không có gửi chậu. Ai mua local ở đây thì Liên bán chậu rẻ lại cho 15 đồng. Có luôn chậu luôn nha. Còn ai ở xa thì mua cây đó, Liên gửi chậu. Ở đây cũng có một cái bảng đột biến lượng nữa mọi người. Cũng màu vàng chanh viền đỏ ha. Chọn Liên đi, 160. Đo. Bự lắm. 160 mọi người, 160 đồng. 14 15 inch đó nha. Mà nó lượng anh quay trên tượng nha. Có rẻ cho mọi người, chẳng đợi lên màu thôi. Chính cao nó chắc 10 inch thôi. Và cái bên bán luôn nha. Cây này ở ngoài viền đỏ chạy vàng chanh ở giữa nha. Đang lên màu vàng ở ngoài đỏ viền chanh có cái mé mé đỏ đỏ bên kia nè. Cây này là dạng cây quạt lượng nha mọi người. Nó đo khó lắm, mình chỉ đo vòng cung thôi nhưng mà nó rất là to. Nói chung mọi người ai mà collect hàng collect của mình về là bao đẹp. Rồi nó lượng ở đây nè mọi người, một khúc chạy lên. Đó, nó chạy gì nè, nó màu đỏ nè mọi người thôi.
đỏ hồng cây nha, này đẹp quá ha. đỏ hồng chứ không phải là đỏ đỏ đậm nha, chạy viền về nha. Nó quạt bên này luôn nha, chờ liên tục. Ây da, cái này cánh quạt nha, đó nó lượn qua bên này một cánh nữa nè, thấy không? Đó. Nhưng mà ây da, mọi người gọi liên cái này nha, giá hữu nghị lắm, người đừng lo, có rẻ, đẹp trời luôn ha. Giá rất là êm ha. Ừ. Nó có cái lạc lá giùm mình nha, mận quá, chúng ta lạc lá được. À, mọi người ơi, đây là đó hồng lớn nha, giá hữu nghị nay giá on sale Liên báo giá cho mọi chịu người. Chịu đó hoa hồng. À, được, mọi người gọi Liên luôn nha, 300. Được rồi, to. 300 nha, mọi người ngắm kỹ nha. Hôm nay Liên giá on sale rồi đó. Độ dày nó là một gang tay độ ngang nha, chứ không có tính độ dọc, chứ tính độ cao nha. Cái này độ ngang đó, là bề dày của nó đó. Đây. Thân nhưng mà đem về chịu hết lạc lá. Ừ, sorry nha, Liên bận lắm. Rất là mình không có chăm sóc hết nổi. Ừ. Ok. Đó, đẹp ha. Quay quay nha. Nó có hai nhánh nha, nhánh này riêng một bản à, chưa tới hơn gan tay luôn ha. Thật sự nếu mà mình collection mà mình quay phim nó đẹp đó là mình phải lặt hết lá mình mới quay phim mọi người. Mọi người thông cảm cho Liên nha. Quay tự về lặt giùm Liên nha. Rất là bận. Rồi, cây này có rễ rồi, khỏi cần đá gì nha. Xong rồi, không có cần che làm gì hết. Có một cái cây này màu rất là lạ mọi người. Được lắm. Hả? Em cầm nó nặng. Cây này là rất là đặc biệt. 102201. Xin lỗi nha. Trong vườn mình có một cây hả? Mình không có biết tên. Có một cây đẹp, màu nó ngộ, khó hình dung. Từ từ. Nó giống như sà cừ mà ánh hồng, ánh cam gì đó. Nâu. Nâu nâu. Nhưng mà đây có sao mua vậy nha, tại mình về nó vậy đó. Và thả xuống. Có rễ rồi nha. Rất là đẹp. Trong vườn mình nhiều lắm. Mọi người ngắm cho kỹ ha. Cây này rất là đặc biệt. Và cái lá thân chính, có bông chính trên này cũng vậy nè. Còn ở đây có cái bọc biến nhung đỏ, nhưng mà nó đang lên màu mọi người. Nó đổi theo season đó. Cây đó mọi người gọi Liên đi, 50. Nhung đỏ 50. Thân già nha mọi người, bonsai nha. Cây đó trồng mấy năm rồi. Chứ không phải. Còn cây này cũng đẹp quá mọi người, cái dáng quá tuyệt vời. Sinh rai, short leaf, hàng rare nha mọi người. Nhỏ nha, bông nhỏ nha, dáng bonsai, bông bonsai. Là không có lớn nữa, sinh rai đỏ hồng vàng nha. Cây này đặc biệt nha, gọi Liên nha. Bề ngang là 13. Cây này là loại va nha mọi người. Va irrigated sunrise nha mọi người. Ở ngoài đỏ hồng vàng nha, short leaf lá ngắn nha. Hàng này dạng collection hàng đặc tiền nha mọi người. Nhưng mà Liên bán on sale cứ gọi Liên nha, thân già nha. Đây một cây nữa lượng sống. Bảo đảm mọi người vui. Bản quạt nha. Rất là bự. Cứ gọi Liên nha, giá bảo đảm một cây. Ôi, nó lượng đẹp lắm mọi người. Cây này Liên nha. Những cây mình collection nếu mà không đẹp thì mình không collect mọi người ha. Thành ra mọi người ai mà đồng cảm với mình thì gọi Liên đi, giá Liên bán chúng anh chính bán đừng lo. Đây, bây giờ mình đi ra nha. Mấy cái này khi bà bán mình chắc phải đi chỗ khác chơi. Mọi người gọi Liên bảo đảm giá mọi người vui luôn. Đây, Liên design có rẻ nha. Rồi. Khoan từ từ. Gì? Ok. Có cái này ngay đây nè anh nha, nó mọc lá lại nha, nó chạy xước da đó. Thấy không? Chứ không phải gãy nha, cái nó xước da. Cái này chỉ nhỏ, xước da nó đang mọc lại luôn. Hay mặt, mọi người muốn chân mặt nào được lượng nè, anh thấy lượng không?
Thấy rồi. Đó. Mấy cây này mình không có chỗ, chứ có chỗ để rộng rộng một chút nhìn đẹp lắm. Tao báo mọi người luôn đi, 250. 250. Báo luôn. Wow. Báo luôn nha. À, chụp hình nha. Cây không nha, không có chậu nha. Chậu ai mua local thì liên bán rẻ chậu cho. Cây là cái cây đột biến chứ không có mấy cây nhỏ dưới nha mọi người. Mấy cây nhỏ dưới là bà xã mình decoration cắm thêm vô của những loại khác. Mà tới đây rinh nguyên cái này thì liên bán thô đồ luôn cho, rẻ lắm, không có mắc đâu. Tại vì liên muốn bán luôn cái cây trên ha thì nó sẽ có đi giá ưu đãi đi theo ha. Đừng có lo. Cái này là hàng va không nha, liên cắm á. 250 nha, gọi liên nha. Bự nha, to lắm á. Ui da. Cái này to lắm. Nè bán bà cho. Hả? Cái gì anh? Cái gì? Giá hôm sale cho mọi người chơi mà giá hữu nghị cho mọi người mới gọi mình chứ. Cái này là nó chạy vàng ở giữa nha mọi người, lá đỏ nha. Cái này riêng cái cây này nó chạy vàng. Đây một cây này cũng rare nữa nè mọi người. Hả? Cái nào? Cây này. Ồ, hay đặc biệt nha mọi người. Ôi, đây, hay đặc biệt có rẻ. Cái này là Halloween Variegated. Thân già nha. Cây này giá on sale luôn nha, nhưng mà rất là đẹp nha. Cây này mình trồng lâu rồi, Halloween va nha. Màu gì nói cho biết luôn, mình quay hoài. Mọi người nếu mà ai coi nhiều thì sẽ thấy nó đẹp lắm. Tại vì liên quay hoài cây này là nó màu viền đỏ rồi vàng cam. Nó có mấy màu, đây này nữa nè, đây nữa nè. Đây cũng là khoét của nó bên này. Đây. Trong vườn mình có những cây này có nó xanh nè, anh thấy viền cam vàng không? Bông của nó đây nè. Đó, đây nè. Cái này là mình chưa có thay chậu á mọi người. Thân già nha, thân chắc nha, không phải thân xanh nha. Cái cây này nó lúc mà Liên có về là đã 2 năm rồi đó. Cái này là thuộc dạng đam mê, Liên để dành, không có bán bữa giờ. Liên sẽ có cây để chơi và một cây để bán cho mọi người. Cứ gọi Liên nha. Có giá on sale. Gọi Liên, gọi Liên. Ồ, cái này đột biến nhưng mà nó che hả nè. Đây nè, bản rất là to nha Liên. Mọi người ngắm đi, Liên sẽ moi những cây đột biến ở dưới ra. Đột biến của Liên ở dưới đó, nhiều lắm. Cái này cũng bán đột biến mặt trước bán luôn nha. Dạ chục rồi, mọi người gọi Liên đi. Bê bình này luôn nè. Hả? Gì bình xanh xanh nè. Ok. Đây. Cái này hả anh? Ừ. Mọi người ơi, cái này thân lá đỏ nè, vàng ở giữa chảy. Cũng xoắn rồng. Xoắn luôn nha. Đây. Đang lượn lượn, rồng rắn lên mây. Rồng rắn lên mây. Oh my god. Cái này 15 luôn nha mọi người. 13 chứ. 13, 15 gì đó, nói chung là chạy đó. Ừ, thấy không? 15 luôn á. Mọi người thấy không? 15, 16 nha. Dòng cung là 1 2 3 gang mấy nha. Còn cây thân lên này nha. Mọi người ơi, có thích cái chậu cái màu blue đó đó, gọi Liên nha. Giá bất ngờ 150 đồng. Gọi Liên nha, không có bình nha, không có cây nhỏ nha. Còn ai local đây thì Liên bán bình với cây nhỏ đi chung nguyên cái set thì đem về ngắm thì có giá rất là hữu nghị thêm thôi nha, vài chục thôi. Không mắc. Cái bình 20 đồng mà mấy cái cây thêm nữa đó mọi người cứ nhân lên nha. Liên bán giá rất hữu nghị. Còn ai mà mua shipping đi 100. Đẹp không? Đẹp không? Ôi trời ơi. Cây đó khoan báo giá. Cây đá hàng của em. Đang đam mê màu đẹp hả? Từ từ nha. Cây đó Liên có về hàng này nha mọi người. Liên sẽ quay cho mọi người coi ở bên kia có mình có mẫu. Ô, Infantin Variegated nha. Size này rất là hiếm nha mọi người. Tỉnh rồi nha, dáng rất là đẹp, một bông cây bên á. Em xoay cho mọi người. Em không đi vô. Size này rất là lớn. Em cũng đi vô được với anh. Mọi người ơi, đây là cái màn bông Infantin nè mọi người. Đấy không anh? Để dưới đi, coi nó cần cầm lên làm cái gì. Shot clip nha mọi người. Infantin va thì nó có màu đỏ, sọc đỏ, gân vàng, ôi nhiều màu lắm. Mọi người cứ search. Cây này lên màu hết là bao đẹp luôn. Bao đẹp, dáng không dáng rất là đẹp ha. Ừ. Nhìn được đẹp. Hai hướng hai bên luôn mọi người. Cao nha mọi người. 11. Chưa tính dưới đế nha. Còn bề ngang hả? Vậy nhìn đó. Cái thân nó thì biết ở dưới đế bao nhiêu gì. 1. Ở dưới đế chắc 2, cũng khoảng 3 găng tay. Nửa găng tay nữa đó. Và cây kế bên cũng là Infantin nhưng mà cái này lá nó
cái này lá già à, gì đó nó ngắn rồi còn đây nữa nè. Ui, cái này em design đó đẹp không nè, anh phải lên màu nha, short lip là nha. Thấy chưa, lên màu thấy chưa, in phantom nè, sẽ đỏ nha, mấy màu đang lên nha, tỉnh nha, cây va nha, hàng va nha, hàng bao đẹp nha, sọc 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 đẹp chưa đó, cây cao nha mọi người, cái này liên chống sâu rồi đó, cao lắm, cây này cao lắm luôn, chưa tính đế là đã là 11 rồi nè, ở dưới nó khoảng 18 á, tại vì liên chống sâu liên nhớ á, nếu không thì mọi người mà mua liên mà nhổ rễ lên thì sẽ đo lại cho mọi người. Cái này bự lắm mọi người nha. Ồ, cây này đẹp nha, chiến đấu nha. Cây này Liên có về hàng bán ở ngoài kia nha. Anh chắc lấy mẫu kia qua cho mọi người coi. Đây là gốc cây lượng nha. Thấy không? Cây hàng va nha, nó trắng ở giữa nha mọi người. Anh thấy cái trắng ở giữa không? Nó kêu là muôn vừa Moonstone, trắng giữa đó. Nó chạy cái màu trắng ở giữa nè anh ơi, anh thấy được không ta? Rồi, tay nắm đấm nè. Cây nắm đấm, cầm cây này lên. Đây nè. 4, 5 gan hơn. Cái nào anh? Cây này nè. Impenting nắm đấm à, mọi người ơi, Impenting thì cây nào không có giống cây nào nha. Tại vì cái va của nó rất là đặc biệt. Nó có 5-6 loại va trong đó. Đâm ra nó cấy trong đó rất là, nó lên rất là đẹp. Nhìn rất là tỉnh rồi ha. Nha mọi người, cây nấm đấm đây, nấm đấm đã tỉnh rồi, đẹp anh ha, nấm đấm có rễ rồi, đang mọc ra nha. Không phải là có rễ mà có nhiều luôn. Đây phía sau mặt nó u lên nè, quay qua ba cái kêu dở lên là vậy đó. Tay em đau quá, tay của Liên bị chật ở đây rồi. Trời ơi baby, anh baby kìa. Bà bị đau tay, bà không chăm sóc nổi, mình cũng không chăm sóc nổi. Rồi, nhiều quá. Không nổi. Trời ơi, này đẹp, đẹp quá trời là đẹp. Đẹp hơn rồi. Đây nè. Này chỉ hai tầng nó lên thôi. Đây, thế rất là đẹp, dáng rất là đẹp nè, thấy màu va chưa? Chuẩn bị lên nữa nha mọi người. Cây này hai nhánh rất là đẹp nha, dáng màu sai nha. Cái gì con? Ồ, em bé kêu em để anh quay được không? Trời ơi, 20 anh luôn, 17, 18 anh luôn, cái dòng dài của nó vậy mình nó dữ dằn quá ha. Em tưởng là nhỏ. Mọi người thích cây nào thì chụp hình lại ha, rồi gọi bà xã mình. Cây này bán cũng lớn lắm, hai mặt mình quay luôn. Đây toàn là những bản đột biến và gầy hết ha mọi người ha. Tại vì bà xã mình bị đau tay mọi người, ra không có chăm sóc nổi. Mấy cái này chăm sóc á là phải rinh xuống rồi cắt lá. Thành ra bà xã mình thôi chia sẻ bớt lại cho mọi người chơi. Mọi người ơi, thấy cây nào trong vườn chụp hình Liên đi, có thể mấy cây đó Liên đẩy được.
Cô đi ra ngoài vui cho mâm. À, mọi người ơi, cây này Liên mới về ha, thì cái mẫu nó nằm ở đây ha, thì mọi người chịu khó ấy giúp, đây là va của nó nè, cái cây này nó lượng trắng ở giữa đây nè, thì nó này va của nó nè, cây này hôm nay giá hơn sale của ngày tháng 10 25 nha, mọi người gọi Liên nha, hãng quạt nha, 50 gọi Liên nha, giá hơn sale nha, chứ bình thường ngày khác không có giá này nha, hôm nay đặc biệt tháng 10 25 2023, 50 gọi Liên nha, trong vườn Liên có rất là nhiều cây này, Liên giá 5-60, không có cao hơn nữa nha. Rồi gọi Liên Liên, anh Chính sẽ quay cái thùng đó cho mọi người coi nha. Con gái mình đứng thấy cái cây nó bự cỡ nào không mọi người? Ồ, đây nó cây nào vậy? Đâu? Nào. Ồ, mọi người ơi, cây này bự lắm mọi người. Đang nói cây này nè. Ồ, đang nói cây này hả? Cái này dán luôn đi, anh local ở Bích Cốc, cái gì đâu. Cái này hả? À? Ồ, bự quá. Cái này mình sẽ chân lên cây kia kìa. Cây nữa là to. Chiều cao chưa tính đế. Ồ, bao nhiêu anh không thấy đường, chiều cao cho tinh đế. Ô mày ơi, so với bà xã mình đi mọi người, 20 wow, 25-26 chưa tinh đế nha mọi người. Dầm ngang nhiều quá. Sang này hiện giờ cũng không có mấy người có đâu mọi người. Mình nghĩ nó cũng là chắc là thuộc hàng dạng chiến đấu, cũng là độc nhất vô nhị luôn rồi. Lá xoắn mọi người ơi, cây này Liên bán nha, gọi Liên báo giá nha, báo giá hợp lý nha mọi người, đừng lo. Bữa nay gì báo theo cái giá tháng 10 25 nha, giá on sale nha, báo theo cái giá này nha, ngày này nha, tại vì khu vườn của Liên bữa nay on sale thì báo theo giá on sale rất là nhiều. Và cây này mặt tiền luôn, giá anh bên này, cây này cũng đẹp mà hàng của anh Chính nữa, mà nó nằm trong cái ngày collection on sale luôn nha mọi người. Hai mươi mấy anh hả, sao đo được anh, hình như nó tới 20 mấy rồi, 22-23 gì á, nói chung nó bự hơn mà biết sao mình đo được. Cái độ dày của cái cây này là 10 lận nha mọi người, 10-11 lận nha, cái độ mà khủng bố hai gang tay, cái độ dày á. Cây này là sườn cổ riêng nha mọi người, thân dài nha, dày nha. Chiều cao ở dưới luôn. Wow. 12-13 nha, khủng bố á. Cái này chắc là anh Chính quay, nếu mọi người gọi ngay cái tháng 2, tháng 10 ngày 25 thì cái cây này báo giá đặc biệt nha. Nhưng mà phải gọi Liên nha, tại vì cây này phải cần đo size, chụp hình kỹ lưỡng rất là nhiều cho mọi người coi kỹ, tại vì những cây này là những cây đắt tiền, những cây collection mọi người, những cây collection nha. Một bên thôi nha. Đây là có rễ rồi nha, mọi người lên đỏ nha. Chặt hết rồi.
này bán luôn nha mọi người. Beyonce. Mọi người gọi ly nha. Có thấy gì đâu, cầm lên dơ một cái bỏ xuống. Wow, đẹp ha. Mọi người ơi, gọi liên cái cây này bự nha, 5-6 inch, chỉ rụng một lá thôi nha. On sale 45 đồng. Bình thường liên bán tới 55 luôn. Nhưng mà nay là trong ngày on sale nha. Cây kế bên, ui dạ, nặng quá. Cái này là liên gắn nhiều cây của Liên vô Chivara đó mọi người. Với lại em nhùm ha, cây này lượng rồng nha. Lượng nha, đẹp nha. Mọi người thấy đẹp không? Cây này mua cây không á là 250. Ây da. Tại giá on sale nha mọi người. Giá hôm nay của tháng 10 25 nha. 17 á. 18. 17 18. Còn chậu thì mua ai ở đây pick up thì chậu đồ mình sẽ báo giá vài chục rồi mọi người ơi. Đúng giá thị trường bán chậu. Chiều cao của nó lên chưa tính sâu là 10 rồi. Cây này dưới dưới chắc 10 12 em. Lượng dòng nha, 1 2 màu đỏ nha mọi người, 3 4 5 gan lận nha mọi người. Đây liên chào mẫu nha mọi người. Baby baby quậy. 250 đồng gọi liên nha. Mặt sao nha. To lắm mọi người ơi. Cây đây nữa nè. Đây, cây này tùm nha. Mọi người gọi liên cây này nha, 170 đồng trong cái bình này. Ai à, không được, nặng quá. Thôi ra tay đừng bê kệ đi. Ừ, mọi người cứ gọi chụp hình liên còn, nha. Còn chụp hình rồi xong rồi muốn cây nào thì nói liên bà xã mình sẽ ấy lại. Ờ à, mọi người ơi, liên sẽ làm lại. Không nhấc nổi cái tay. Em quay cái nào đó hả? Mọi người cứ chụp hình gọi liên nha, on sale hết nha. Cây này cái gì quên này, tự nhiên em nhớ nó va đó, nó giống như hồng giang vậy đó. Hồng giang va đang lên màu có rễ nha. Cây đó cho mình 110 đồng gọi liên nha. Đang va đó, to. Hàng tươi rối rối mọi người, đẹp không? Thân dày nha, dài nha. 110 đồng thôi. Rồi mấy cái sen ở đây này, sao? Ờ hôm nay cũng giá on sale hết mọi người ơi. Cái này 80 thì Liên sẽ bớt cái giá on sale này, còn lại có 70 nha mọi người. Wow. Có rẻ rồi nha. Bớt còn hơn 10% luôn hả? Dạ. Yeah. Bữa nay Liên bớt cho đi chung với cái ngày nha mọi người, chứ không phải là đấy. Đây là cái cây nãy Liên nói là 50 gì ạ? 50 60 nè, đó, rồi xả luôn. Đẹp luôn mọi người ơi, bao đẹp nha. Đây dạ, bự á. Ủa còn mấy chậu nữa đâu, Liên trồng hết rồi, Liên sẽ lấy mẫu nè, mặt bông nè mọi người. Đó. Đi đầu kiếm ha. Đẹp không? Rồi cây này 50 nha. Con. Đẹp nha, thân già nha, ba thân nha, 50 nha. Đây. Chào mọi người còn chút nè. Nhìn thấy về thôi nó nhỏ như trong đám nhưng mà nó đẹp lắm. Nó đẹp, nó chắc rồi. Nó khỏe mạnh rồi. Mọi người cây kia cũng khỏe mà nó cao to hơn mỗi giấy. Rất là đẹp. Sen chùm, sen chùm. Cái màu hồng này 50. Cái gì, cái nào 50? Cái này 50 hả? Ừ, 50. À. Cái này không có ấy, cái này là loại mới nhất rồi. Ok. Ừ. Đây. Cái này có đẹp nha, có mẫu nha. Nguyên cái đống mọi người chụp hình cho Liên nha. Mẫu này 55 đồng. 55. Dạ đây. Nó to như vậy nè. Lấy cái mẫu cho mọi người coi chứ. Bây giờ. Đây mọi người không có chậu nha, 55 nè, mọi người thấy to đẹp không? 2 4 6 7 8 9 10 bông luôn. Giá on sale nha. Cua này có hấp môn nè. Ừ, lựa cây nào cũng được.
Ủa, nô em nói mẫu dưới 55 đồng bự lắm. Cái mẫu thôi nè. Còn cây nhỏ nhỏ, nếu mà mọi người lựa mà thấy cây nhỏ hơn, đếm bông nhỏ hơn, Liên sẽ bán 50 đồng nha. Tại vì đây cây to không. Đây nè, mẫu nè mọi người, bự không? Cao hơn gang tay nha, bông rất là nhiều nha, 2, 4, 6, 8, 10, 10 bông hơn. Còn nhỏ nhỏ thì gọi Liên 50, còn nếu mà được chút thì cho 55. Ta-da. Hết giá luôn nha, bao đẹp luôn nha. Đây. Bao đẹp bao giá, khỏi trả giá hả? Mấy chị không phải trả giá, mấy chị nói em ơi, bớt chút xíu cho vui, nhà vui cửa, chị em mình vui với nhau. Chị thôi chị, mấy chị không có trả giá đâu. Rồi. Mọi người ơi, cây này thấy Liên để 80 không? Hùa nè, Liên có nha, mấy mẫu trong vườn thì mọi người gọi Liên nha. Cây này Liên sẽ bán 65 đồng. Trời, 80 rồi bán 65 đồng, bà biết chia phần trăm là bao nhiêu không? Bữa nay on sale, cứ bán đi không sao hết. Liên sẽ bóc lên cho mọi người coi to đẹp nha. Trời, đây Liên còn nữa nha, 65 đồng. Ồ, có mẫu mới. Mọi người gọi Liên nha. Cái cây này đẹp không? Đó, tròn đều nha. Gọi Liên nha. Là loại dưới hả? Dạ. Rồi dáng sao? Rồi, cây này tròn đẹp hơn 65 luôn. Trời. Còn nữa. Ở đây, đây còn rất là nhiều mọi người. Cây mọi người thích cái nào nha thì cứ mấy chị ơi, chụp cái hình này cho Liên nha. Cây này loại mới tím ở giữa nha. Cây chụp này hình gọi bà xã mình, hay là nói chung là mấy cái hàng trên này nè, mình không có bao quay nó hết từng cái được đâu, thì sẽ có giá đặc biệt hôm nay ha. Cây này lá tím nha, cho xin Liên 5 đồng cái 70, tại vì nó bự hơn cây này nữa nha mọi người. Liên sẽ dở lên cho mọi người coi nó bự hơn. Ok, nhớ dùm Liên cái cây này 70 còn cây. Những cái cây nằm ở đây mọi người là nhiều lắm. Bây giờ nói chung là bữa nay bà xã mình có giá đặc biệt ha, cứ gọi đi. Chanel. Mọi người thấy bà xã mình giá đặc biệt quá không? Từ 80 mà còn xuống còn 65 đồng, mình cũng không biết là bị gì nữa. Không Chanel 65 đồng. Chanel 65 đồng. Có rẻ nha. Trời ơi. Nó nhưng mà nó mình phải gửi đi nha, mình vô chậu hết. Đây, 65 đồng bự nha, mười mấy hết, 20 hết luôn nha, thân to vậy cụ cụ luôn nha. 65 đồng. Gì đây? Em muốn bưng cái bự ra cho mọi người coi. 65 đồng cao lắm nha, một gan rưỡi hơn nha, mười mấy 20 bông luôn. 65 thấy thân đồng. Gì đâu. Giờ cao lên chút đi. Hả? Giờ lên chút. Cao nữa. Để thấy cái cây. Quay cây cho người ta coi, đâu phải mình coi đâu. Người ta không thấy sao mà coi được. Rồi. Liên có mấy cây trong vườn Chanel to bên này nè anh hả? On sale luôn 130 đồng. Thân to nha. Đợt trước Liên mấy trăm rưỡi nha. Hôm nay còn 130 đồng trong ngày tháng 10 ngày 25 nha. Liên có 2 nói cây. Chung là bữa nay mình quay clip thì là trong 3 ngày là giá này ha mọi người ha. Ừ, thông cảm. Còn sau 3 ngày là giá khác nha. Mình nói trước. Sau 3 ngày trả lại giá cũ. Tại vì mình quay phim mình bỏ lên có nhiều người không coi kịp á. Thì cho mọi người mấy giá. Ok, bữa nay ngày mấy vậy? Nay 25 tháng 10, 2023. Thôi gần hết tháng rồi, cho tới 30 luôn đi, rồi xong. Ngày mấy? Nay 25 tới 30, coi như... Tuần lễ đi. Tuần này đi nha mọi người. Cứ cuối tháng luôn đầu tháng mới là giá, tính mình quay lại giá khác nha. Ủa, con gái đâu rồi? Cây này tỉnh rồi nè mọi người ơi, và lui vô rụt tỉnh rồi nè. Mọi người gọi Liên nha, tỉnh rồi nha. Đó, đẹp chưa? 80 đồng gọi Liên nha, tỉnh rồi nha. Wow. Đẹp nha. Cây đó thấy vậy chứ lên màu đỏ mọi người. Đỏ tím nha, tại vì mùa này cây này đang tỉnh. Cây này rất là rare. Thôi để lại đi, nhìn nó sơ sát quá. Trời nó đi, nhưng mà nó rất là khó kiếm, nó dễ. Hàng độc á. Hàng độc á, tại vì mọi người... Ok, thôi, nhưng đây. Mà bây giờ nó nhí quá, không đọc gì rồi. Đây, cây này bự đẹp anh hả? Bao bự bao đẹp ha, lá vàng. Dở lên, không có thấy được cái gì hết. Nè. Đó. Xin lỗi mọi người nha, mình trung nó hơi sâu. Một đống đột biến. Ba cái khoét luôn. Okay. Ha. Nè, rồi đây nữa nè. Hàng va nha. Hàng va nha.
Rồi gọi liền nha. Cây này 90. Chụp hình 90. Ok rồi. Gọi liền nha. Chụp hình 90 nha. Một găng tay, hai găng tay nha. Khoét không lành lặn, không bị gì luôn nha. Rồi, rồi. Xuống nha. 90. Chụp hình, chụp hình. Báo giá chụp hình, chụp hình. Super Band về đủ màu đủ kiểu luôn. Nói chung mọi người thích cây nào thì cứ chụp hình ha. À, trong cái ngày hôm nay nói ngày là đi xe báo giá đặc biệt của ngày đó nha. Yên tâm mà chơi. À quên, mọi người ơi, cái cây này cũng có giá ở xe hôm nay luôn nha. Bao nhiêu? Cái này nè, 70. Cái cây này 70. Cái này nhỏ bự hơn nha mọi người, thì cho Liên là 80 nha. 70, 80, tại cây này to lắm đó cây con nha. Rồi, nè mọi người thấy không, 95 bây giờ là xuống còn có 80 nè mọi giá người. Giá kỳ trước lần đầu tiên là tới 110 ha. Ừ, 110 luôn. Tại vì Liên nhiều quá. Là lúc mà bà bán đầu tiên giá là 110 ha. 110, 105. Rồi. Ừ. Bữa nay giá on sale chứ không phải là bình thường, không phải là giá này mọi người. Ráng gọi Liên nha. Rồi, cây này mọi người gọi Liên đi tới lấy bắt cóp nha. Còn gửi đi là rụng lá Liên không bảo đảm nha. Cây này còn có 40 đồng. Ừ, đẹp quá ha. Ừ. Gọi Liên nha, 40 nha. Gọi Liên nha. Còn nếu mà ai muốn Liên ship thì ship, còn rụng lá là đi không chịu trách nhiệm. Còn ô lâu cổ thì chắc ăn rồi đó. Hết delay. Và đây được. Ok. Rồi, trong bữa nay này bán đại khái cây này nha mọi người. On sale trong đây luôn là 80 đồng. Đâu đưa cây coi. Có rễ. Mới luống rễ. Có rễ nè mọi người. Mới luống rễ bữa mình mới... Đây mọi người, bỏ vô mà có rễ. Ăn có chừng muỗi. Đây. 80, 80 nè. Gọi Liên nha, 80 đồng. Cầm. Đây cái cây này bự nè. Cây này bự anh xe. Ô có rễ luôn mọi người ơi. Oh my god. Gọi Liên nha. Ra rễ luôn, khoan từ từ để quấy cho thấy ra rễ luôn. Quẩy quẩy cho coi ra rễ luôn mọi người. 50, cây 50. Này rất là tốt, rất là mạnh ha. To nha, một gan rưỡi luôn nha. To bự ha. Rồi 50 đồng gọi Liên nha, Blue Europe 50. Rồi chôn lại coi chừng nghỉ rễ. Ừ, đây nè, nó cong chút xíu thôi nha. Cái này móc nhớ lên bui lên lại, tay dơ luôn. À mọi người ơi, khi mà có rễ mọi người thảy cái đất nhẹ lại thôi nha. Đừng đè, đừng ém, đừng làm gì hết, ok. À, Watkins, oh my god. Watkins cũng lú rễ luôn mà tỉnh rồi. Đẹp không mọi người? Mọi người gọi Liên đi, cây này có 60. Cây này có hấp môn luôn kìa. 60. Trời ơi. 60 đồng mọi người ơi, 60 đồng. Quá cây bự trời. Nha, một gan rưỡi nha, 60 đồng. Nè, có rễ đàng hoàng nha, Liên để xuống nha. Ở trong vườn Liên đang trồng cái này lại, ở trong vườn nè, mẫu này hiện tại bây giờ là 45 đồng. Màu hồng hồng đây nè anh đâu rồi. Cái này không bóc được, em phải lấy cái mũ. Đây nè, cái thao anh ơi, cái thao. Cái thao mọi người ơi, lựa 45 đồng. Ồ, cái này không phải 45 nha mọi người, cây này phải 50. Cây này giống khác hả? À? Giống khác. Sao quay coi, từ từ. Đẹp nha mọi người. Ừ. Halloween White gì đó, hồng mà nguyên chen đó. Ồ. 50 nha, mọi người mới bán được. Cây này mẫu mới mọi người, lấy đất á. Này 50 nè mọi người. Nhưng đẹp bán quá, có half moon, có full moon. To nha, tròn đều nè. 50 nha mọi người, gọi Liên nha. Liên chưa lật lá nha, Liên nói trước, Liên chưa lật lá cây này. Còn mấy em bên này? À, để Liên đẩy tạm nha, mọi người đừng có lầm tưởng nha. Mấy em bên này hả? Mấy em bên này 45 nha, to đẹp, bao đẹp luôn. Bự ha. Rễ nha, rút nha. Một gan rưỡi nha. Lú rễ ra rồi. Ừ, đây bao đẹp nha, 45 đồng, bao đẹp nha mọi người. Bình thường có giá này đâu, ít là Liên cũng phải 70. 45, lựa cái nào cũng được nha. Tại vì Liên bán trong một tuần lễ này 45 đồng, có rẻ nha mọi người. Bao rễ nha, đó Liên mới móc lên rồi đó. Có rễ rồi, 45. Màu đẹp. Chứ nói đại nó là Pink Lady hay là Pink Quýt gì đó. Mọi người ơi, gọi Liên nha. Cây này hôm nay giá đặc biệt on sale 80 đồng nha, gọi Liên nha. Ừ. Liên có... đã có nhiều cây, nhưng mà nói chung lấy một cây làm mẫu cho coi. Mẫu thôi, anh Chính qua coi bên kia nha. Em sẽ quay rất là nhiều cây. Cây này tên gì đây? Hàng Va, đẹp chưa? Và sập lá ha. Finish gì đó, finish gì đó. Finish, finish gì nè, quên rồi. Công hả? Đẹp không? Rồi, 80 đồng gọi Liên nha. Liên có rất là nhiều, rất là to, rất là bự mà. Không phải size nhỏ nha mọi người, một gan mấy lần, không phải size nhí nhí gì đâu nha mọi người. To lắm, bản rất là to. Ô con cá kìa.
Mọi người ơi, đây là mình chia sẻ thực tình là mình liên rất là nhiều ha. Okay, lại chút xíu ha. On sale giá hôm nay tháng 10 25 nha. 90 tới 120 mọi người thấy không? Thì mọi người cứ lựa đi, 180 đồng cứ lựa thoải mái. Size hình như hình cầu như là gần giống nhau nha mọi người. Ta size lớn không, không có phải size nhỏ nha. Nè mặt bông nè, đẹp chưa? Cưng chưa? Nè, đẹp ha. 80 nha. 80 nha. Bao đẹp nha. Liên vô rễ tỉnh rồi ha, vô đất chứ nó lộn vô rễ. Rồi đây cái cây này nè, 80-100 nè, on sale chỉ có 50, tới lựa liên nha. Nhưng mà cây này khác giá nha, cây này phải 70 mới bán được. Rồi để lại tôi chơi cái đó nè. Ok, để lại nè. Okay. Rồi bên này cao to. Mọi người ơi, cao to rồi, có 80 đồng nha, gọi liên nha. 1, 2, 3 em. Mỗi bữa liên bán 100 một cây đó, hôm nay có 80 thôi. Rất là nhiều cây đẹp. Ui da, để này xuống đau quá. Nói chung hôm nay tay bà đau mọi người. Bà không có chăm sóc được á, thành ra bà để cho mọi người take care phụ bà. Rồi, mình hiểu rồi. Cây này đặc biệt nha mọi người, on sale nha. Cây này size rất là to, em không để được luôn. 1, 2, 3 nha, Pink Lady nè, Red nè, đẹp chưa? Quay mặt bên kia. Nè, đây. Ok, đẹp quá, có bông cái này kia nhìn đẹp ha. Rồi, cây này on sale nha mọi người, 220 đồng. Wow. 220 đồng. Ba, okay. 220 đồng, gọi liên nha. Hết giá rồi nha, tại cái này là on sale thực sự, cây rất là to nha. 220 đồng. Trong vườn Liên có mấy cái cây Echevarra cũ, Liên cũng bán luôn nha. Đồ collection của Liên lượng rồng nha, rất là đẹp nha. Cây này thì gọi Liên nha, tại vì hãng phải hàng mới về, rất là đẹp. Ây da, nặng quá anh Phú. Nó đau tay mà cầm hoài. Đây nè, Phoenix nè mọi người, lên màu Phoenix hồng nè. Liên có trong vườn nhiều màu này lắm, nhiều mẫu lắm. Đẹp anh hả? Có 3 cây chứ hả? Cây này là bán gió anh sale mọi người 75 đồng. Cái cây này thì hơi có rễ rồi mọi người. 75 là giá Liên sale rồi đó, mọi bữa bán. Đây cái cây này Liên bữa Liên nói 35 tới 50, bây giờ Liên bán on sale xa cả mọi người cứ lựa 40 đồng nha. Lô kỳ 40 nha. Lựa thoải mái nha, tỉnh rồi có rễ hết nha. Cây nào cũng giống cây nào. Liên lựa cho mọi người lựa nha. Cây này lẽ Liên báo giá rồi. 55 là sẽ bự nhỏ 50. Venus Red ha. Từ từ, đang quay ở đây qua bên kia nói bên kia. Không thì em nói thôi, mọi người chắc hiểu. Đây nè, Loki đây. Hiểu cái gì mà hiểu, người ta phải thấy hình chứ. Ok. Các thầy ơi, cái cây này là Red Venus, mọi người Liên vô chậu rồi ha. 50 tới 55 nhưng mà là 50 là sẽ nhỏ nha. Này nè, đó, đẹp chưa? Ui 2 4 6 8 9 10 bông luôn. Rồi. Bự quá mọi người ơi, có 55 đồng kiếm đâu ra, 50 nè, đó, đẹp không? Có hát môn. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 2, 3 cái hát môn chảnh nè, trời cây đẹp. Trời ơi, tính là cái 5 đồng một bông mà mọi người. Nó bèo nhèo. Cà kia hơn nè, rẻ hơn 5 đồng nữa. Đây nè, bự nè mọi người ơi. Cái này size lớn nha mọi người. 70, 75 nè, thấy không mọi người ơi. Giờ bán 70 nha. Tại vì cái này size bự lắm mọi người. Liên bớt được 5 đồng thôi. Tại vì giá hơn sale. 70, 70 gọi Liên nha. Lá xoắn. Lá xoắn 80-85 đồng. Đây, lá xoắn quá trời. Bự lắm nha. 80-85 nha. Vườn Liên rất là nhiều. Chính sẽ cho coi. My god, đẹp quá. Thấy chưa, 55 đồng, đẹp chưa. Màu đỏ chưa. Ok. Đây là tất cả là hàng va mọi người ha. Rất là nhiều, mọi người thích cây nào thì gọi bà xã mình rồi nói chuyện rồi cho coi hết mọi người ha. Nói chung là giá đặc biệt hết. Mọi người yên tâm, giờ khỏi nói áo giá nữa, biết mọi người thấy giá bà xã mình ai nói là biết rồi ha. Có nhiều đồ đẹp quá.
Mọi người ơi, đâu lá vàng nha, không phải lá xanh nha, nó lá sọc vàng nha. Cái sọc của nó vàng không có đổi màu nha mọi người. Gọi liền nha. Này xe lớn mọi người, cái thân nó rất lớn. Xe tại lớn. Vì cắm nó có rễ, nó ra đang ra rễ, mình không muốn dở lên. Một găng tay nha, 45 đồng, gọi liền. 45 đồng. Ừ. Cái bên này 45 luôn nha. Đây, cây này cũng 45 luôn. Có rễ nha, nó liên là nó tỉnh rồi. Ui, cái cây này nó đẹp quá anh. Anh đẹp quá hả? Cực kỳ đẹp. Biết rồi, cây này quá đẹp. Mọi người ơi, gọi liên cây đó đây 100 đồng. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Có rễ nha mọi người. U, xe bên này luôn nè. Lên chậu rồi. Hay là muốn mày. Cây này liên đã vào chậu. Đẹp chưa? Tỉnh rồi đó, lá đứng lên hết rồi. Gọi liên nha, cái cây này cũng có giá anh sale luôn nha. Rồi. Xong kiếm hộp bích. Oh, Super Bang bán luôn nha, anh xem nha, Super Bang size lớn, size khủng nha. Cao to nha. Cao to có rẻ nha. Đây. Mọi người ơi, 85 đồng cao to có rẻ nha, đổi liền. Chụp hình nha, 85 đồng có rẻ nha. Đây nè, thấy bình này đẹp quá nè. Bình nào? Đây. Đâu? Vô bóc ra. Đỏ đỏ xanh xanh nha. Ồ, cái bình á, em làm á. Ồ, xin lỗi anh đợi chút. Mọi người ơi, Liên làm cái kiểu này nè mọi người ơi. Gọi Liên nha, cái này 150 luôn bình luôn nha. Có nhiều loại khác nhau trên một có, bình. Có Firecracker, Loki, hàng va không á. Bao nhiêu? Chanel có rẻ luôn, 150 đồng luôn cái bình, luôn chậu. Một gan rưỡi bình chậu. Đẹp ha mọi người. Quá đẹp. 150 đồng gọi liền nha. Mình đã làm mẫu mọi người ơi, làm mẫu nãy Liên đã on sale ở đằng kia 50 đó. Đẹp. Thích tiếng này này. Mọi người gọi Liên nha, hàng này cũng có on sale luôn. Trong cái chỗ này nè, chụp hình gọi Liên nha. Cây này 150 đồng nè ha. Cây này Liên mới vô chậu nè, đẹp chưa? Tỉnh lá không? Đứng đỏ đẹp chưa? Cái này Liên đo là tới 20 mấy chiều cao rồi. Chiều ngang nó là 10. Liên đã đo cái số. Size quay là 20, bề ngang là 8. Liên đo cây này rồi nè. Gọi Liên nha, cái cây này giá on sale là 280 đồng. Trong cái bình màu trắng này nè. Đây là cái có rễ. Lên màu rồi anh ha, đẹp chưa? Tỉnh hết rồi, mấy em tỉnh hết rồi. Tỉnh rồi. Em cũng có design nữa, đẹp không? Tỉnh rồi ha. Mọi người ơi, chế này cũng vui lắm mọi người. Những cái bông ngắn ngắn á, mình gắn vô để tự nhiên nó tỉnh. Mọi người cứ chụp hình nha, hôm nay trong cái khu này có anh sale. Và những cái cây này là những cây đặc biệt sắp clip nha, hàng va nha. Trên đó luôn, vài bữa nữa lên màu. Thì mọi người mua thì Liên tư vấn on có hai cái bông hồng ở đằng đó nữa nha. Đẹp quá, dán bông hồng, on sale 25 tháng 10 2023, on sale, chụp hình Liên báo giá kỹ càng, size đo suốt đàng hoàng. Cây, cái lượng rồng này. Đẹp quá hả? Rồng. Được rồi, quay thấy rồi. Thấy ạ. Đây nữa nè. Đẹp luôn. Này bao rẻ nha, bao đẹp gọi Liên nha. Tỉnh hết rồi, lá xung xoay hết rồi. Còn cây này ngắm trước đi. Cây này của ai đó.
Cây này khủng bố, đẹp lắm. Đây là hồng nhan chuẩn bị lên màu nha mọi người, tránh gió bay, gió bay chuẩn bị đem bên kia là lên màu đỏ hồng nha, bao đỏ bao hồng luôn, tại vì mọi người thấy vậy thôi cho mày thơ nè. Lá mọc um tùm đẹp quá ha. Mọi người gọi liền nha. Nói chung có nhiều cây mình quay không hết đâu mọi người. Mọi người thích cái gì cứ kêu bà xã mình nói chuyện, bà chào xã mình cho mọi coi. Mọi người thấy không, Liên đúng 170 tới 150 thì hôm nay giá có 150 thôi nha. Bỏ cái số 157 này đi nha. Hàng vai nha, 150 thôi nha, bự lắm nha. To đó. 12 in luôn á. Đây là những cái mẫu on sale hết trong vườn mình có giá on sale. U, đẹp anh mình. Hồng gian mọi người ơi, dáng bonsai 150. Cái bình này chụp hình liền cho Liên nha, có rễ nha. Bao lên màu hồng đỏ nha. 150 đồng rất là cao to. Đẹp. Nó mà lên màu thôi hết biết rồi. Tại vì bán giá của hôm nay nha, giá mọi người mà thấy đổi lên khác là nó đứng giá lại nha mọi người. Tại bà đang đau tay mọi người. Đây, ơ quên nữa anh à, cái này bonsai hồi nãy báo giá đó là cái cây mẫu này. Báo rẻ luôn. Nè. Ờ là cái cây đô la này hả? Ờ đô la nãy em báo 45 đồng. Ồ. Là đây hả? Ừ. Là một cái cây đô la này thôi. Dạ. Ok, là 45 đồng. Ở đằng kia nha. Rồi mọi người lựa ha. Ừ, lựa ha, Liên có lựa nha. Có này bà xã mình đã trồng vô để chân quay chân cho mọi người coi. Nói chung là nhiều lắm mọi người ơi. Không quay hết được đâu. Chuẩn bị hàng va nè, mình có này là mini. Mini đây đây, mini. Mini thì hàng này hiện giờ là giống như gần tuyệt chủng hết rồi. À, sẽ không có hàng nữa nha mọi người. Ừ. Mọi người gọi Liên đi, Liên bán cái này on sale 55 đồng. On sale nha, chứ bình thường ở đó nó tới 80 một cây lắm đó. Ok. Ừ, on sale nha mọi người, nên nhớ nha, on sale nha. Cái này là mini nha. Liên có trong vườn rất là nhiều mẫu mini ha. Gọi Liên nha, 55 đồng. Rất là nhiều giá on sale, cứ chụp hình gọi Liên nha. Mọi người thấy không, không có đường đi luôn. Mà tay bả đau rồi, giờ mình làm sao bây giờ? Mình chia sẻ bớt cho mọi người chăm sóc nè. 55 đồng đẹp nè, hai màu va nè, thấy không? Một cây này rất là đặc biệt nè, thân cao đó đâu ra, hồi xưa nó tới 80 nữa. Không có giỡn đâu. Tại quay phim á chứ hai tay bả đều dán hết á. Ừ, dán lột ra đó. Lột ra. Mẫu ở dưới mông rô va luôn, bán cả. Mà mình bê nhiều quá mấy bịch đá nặng quá mình cũng bị đau tay luôn rồi. Chính bị đau luôn rồi. Nè anh. À, mọi người ơi, mẫu này có rẻ rồi, 25 đồng gọi Liên nha. 25 đồng nha, màu cam vàng nha, có rễ rồi. Okay. Rồi ở dưới nữa kìa, cái bự thôi. Liên còn một cây trong vườn bự nữa nha mọi người. Mọi người gọi Liên cái bông đó có 40 đồng nha. Mẫu này 40 thôi nha. Bán on sale chứ không phải là giá bình thường là tới 55 đồng nữa. Giá on sale nha. Nhớ dùm Liên trong một tuần này on sale hết. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã ngắm vườn sen của Liên ha. Hôm nay sen đá có giá on sale nha. Giá giảm giá nha mọi người. Rất là hữu nghị gọi Liên nha. Trong vườn Liên cứ thấy cái nào chụp cái đó, Liên sẽ báo giá, báo cây, báo tên nha, báo tuổi nha. Rồi hôm nay cảm ơn mọi người, chúc mọi người luôn vui khỏe nha. Tháng 10 ngày 25 2023 on sale tới cuối tháng này luôn. Rồi chúc mọi người thích cây nào collect về vườn mình ha. Rồi đọc số phone. Hợp lý luôn nha. Ok, số phone của Liên là 408 834 5979. 5979 834 5979. Một giờ ngoài tiểu bang Cali ở Đức Mỹ. Rồi bấm thêm số 1 trước giùm mọi người. Liên 1408 834 5979. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Liên với lại anh Chính nha. Khoan. 1408 834 5979. Rồi mọi người gọi Liên nha. Cảm ơn mọi người. Vườn của Liên rất là nhiều. Anh thấy anh Chính quay một tiếng mấy đồng hồ mà không hết vườn á. Thì giá rất là đặc biệt, mọi người cứ gọi Liên nha. Rất là nhiều mẫu máy cho người lựa chọn nha. Mẫu mới có nha, mẫu collect có nha. Giá rất là hợp lý nha. Chụp hình báo giá lại cho Liên nha. Nãy giờ nhiều quá Liên không nhớ hết luôn á. Còn ai mà báo giá không đúng thì bà coi lại video biết liền nha. Dạ, coi lại video giùm Liên nha. Ok rồi. Rồi cảm ơn, chúc mọi người luôn vui khỏe nha. Bye bye. Collect về vườn mình nhiều sen nha. Rất là nhiều nha. Bữa nay bà xã mình với mình đau tay thành ra chia sẻ để mọi người cùng chăm sóc ha. Giá rất là hữu nghị, nhẹ nhàng, rất là mềm. Ok.
Bà tưởng mình tắt cận luôn rồi. Mình nó đẹp lắm kìa, đi cốc phai tóc quá trời. Ok, thôi bye bye mọi người.